có tiền là có thể làm được mọi thứ sao? Nano cho rằng, có thể, lần này Nano chuyển đến một ngôi trường dành cho con nhà giàu. Vừa đến đây cô đã rút ra một đống tiền, mua lại một phòng học trong trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nano chính thức thành lập, bắt đầu kinh doanh, giúp bạn thực hiện bất cứ nguyện vọng nào. Ví dụ như cậu học sinh tóc vàng này, vốn dĩ bố sẽ mua cho cậu ta chiếc xe mô tô mà cậu muốn, nhưng vì lần này cậu thi không đạt, nên sẽ không được gì cả. Nano nói rằng, tớ có thể giúp cậu. Sau khi tan học, vài người học sinh bán tín bán nghi đến công ty của Nano. Vừa gặp mặt, Nano đã giơ chiếc máy tính của mình lên, thực hiện nguyện vọng này cần 15.000 baht. Thật lạ là, cậu ta đã thật sự lấy tiền đưa cho cô. Sau đó Nano nhận bảng điểm của cậu, cho vào máy hủy giấy thành sợi, và tạo ra một bảng điểm mới. Đến chữ ký cũng giả dạng giống hệt bản gốc, thật sự quá thần kỳ. Ngày hôm sau, mọi người xếp hàng dài ngoài công ty Nano. Đặc biệt sau khi nhìn thấy chiếc xe mô tô của cậu tóc vàng, bọn họ càng tin tưởng cô hơn, cho dù là bất cứ nguyện vọng nào. Như xử lý vì bị bạn gái cắm sừng, không thành vấn đề. Tìm một lũ côn đồ đến đánh tiểu tam một trận như tử là xong. Cậu học sinh kia nhìn thấy cảnh này thì hết sức vui mừng. Thậm chí đến bạn gái, Nano cũng có thể sắp xếp được, đảm bảo chất lượng hoàn hảo, giúp người thuê cô nhẹ nhàng lừa được tiền của bố mình. Nhưng có một người khiến Nano không xử lý được, đó là Dino. Bố mẹ cậu ấy là sứ quán, gia đình vô cùng giàu có, bản thân còn là học bá. Người như vậy thì có vấn đề gì chứ? Nhưng bạn nghĩ Nano là ai? Cô muốn moi tiền từ cậu ta, không có vấn đề cô cũng sẽ khiến cậu ta có vấn đề. Cho nên, khi mọi người đang bàn luận cuối tuần này sẽ đi đâu chơi, Nano nói rằng, tớ gợi ý một địa điểm được không? Tớ muốn đến nhà Dino. Chà, gợi ý này nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Nhà của Dino, đó là biệt thự xa hoa, hào nhoáng với bể bơi, khi mọi người bàn tán sôi nổi. Sắc mặt của Dino không hề tự nhiên, thậm chí còn liên tục tìm lý do từ chối bọn họ, cuối cùng thực sự hết cách, cậu đành chấp nhận đề nghị này. Lẽ nào, có ẩn khuất gì ở đây? Sau khi tan học, Dino bước lên chiếc siêu xe chuyên dụng của mình, nhưng tài xế lại chở cậu đến một khu phố dân cư nghèo nàn. Trước khi xuống xe cậu còn trả tiền cho bác tài xế. Sau khi bước vào nhà, cảnh tượng trước mặt là một gia đình bình thường. Bố mẹ cậu đang đóng gói hàng hóa, không hề có biệt thự, bố mẹ cậu cũng không phải đại sứ. Thì ra tất cả chỉ là lời nói dối, là nỗi khổ tâm cắn rứt trong lòng Dino mà thôi. Bây giờ mọi việc dường như sắp bại lộ, suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn quyết định từ chối mọi người. Nhưng khi nhìn tin nhắn trong nhóm chat, tớ đã chuẩn bị một chiếc váy cho bữa tiệc nhà Dino. Tớ còn có ý tưởng cho chủ đề nữa. Chủ đề là người nổi tiếng. Thôi, mặc đồ giống nhân vật trong phim vẫn hay hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định xin sự trợ giúp của Nano. Sau khi bắt máy, Nano nói với cậu, bản thân không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng cô có thể giúp Dino thuê một căn biệt thự, nhưng cần chi phí là 200.000 baht. Dino đồng ý, nhưng cậu lấy đâu ra số tiền ấy? Lúc này, cậu đứng nghe lén bố mẹ nói chuyện. Tiền trong thẻ của gia đình vừa đúng có 200.000, nhưng số tiền đó dùng để trả cho bọn vay nặng lãi. Dino rất băn khoăn. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng lời nói dối bị bại lộ, Dino, cậu đã nói dối bọn tớ, khỉ thật. Sao đẳng cấp như bọn tớ lại làm bạn với cậu lâu như vậy được? Nhà cậu còn trả sơn nổi cái nhà đàng hoàng mà cứ ra vẻ hay ho lắm. Hôi thối quá, cậu có mùi hôi của người nghèo đó. Dino vẫn lấy trộm chiếc thẻ, ngày tổ chức tiệc đã tới. Tất cả mọi người đều ăn mặc lồng lộn bước vào căn biệt thự. Dĩ nhiên Nano vẫn như mọi khi, nhìn dáng vẻ hào hứng của mấy người học sinh kia, Dino như ngồi trên đống lửa. Cái giá phải trả cho lần này thật sự quá đắt. Lúc này, cậu tóc vàng nhìn thấy điếu xì gà trên bàn, liền chuẩn bị châm lửa hút, nhưng Nano đến ngăn cậu lại. Tớ nghĩ mình hút cái đó sau đi. Nếu cậu muốn hút, cần phải có whisky nữa, đúng không, Dino? Để tớ đi lấy cho. Không cần, cậu gọi người hầu được mà. Nói xong, Nano lấy ra một chiếc chuông vàng, để cậu gọi người hầu mang rượu lên. Không ngờ, đến người hầu cũng được chuẩn bị đầy đủ, nhưng sau khi Dino lắc chuông, người xuất hiện lại chính là bố mẹ cậu. Điều kỳ lạ là, bọn họ không hề lật tẩy Dino, còn tìm một bức ảnh mạng nói đó là bố mẹ đại sứ của Dino. Để giúp cậu, Dino ngồi một chỗ nhìn mọi người lòng nơm nớp lo sợ, sợ sẽ bị vạch trần. Cậu kêu mọi người đi ăn, trên bàn đầy ắp những món ăn xa xỉ, nhưng sóng gió lại xảy ra. Bọn họ phát hiện nước uống trên bàn không phải rượu whisky. Lúc này bố của Dino giải thích, nói bọn họ còn nhỏ, không được uống rượu, nhưng bọn họ lại lớn tiếng cười nhạo, còn mắng nhất ông, cuối cùng ông đành đổi lại thành rượu whisky. Sau đó, Nano lôi thuốc cần sa ra, đẩy không khí lên tới cao trào. Mặc dù Dino vô cùng phản đối, nhưng không dám ngăn cản họ lại, thậm chí khi bọn họ mời cậu dùng thử, cậu cũng nhập hội. Nhìn bố mẹ mình mặt mày nhăn nhó, lúc này, Dino không cẩn thận làm rơi mũ của cậu tóc vàng, cậu vừa định cúi xuống nhặt thì hắn đòi kêu người hầu đến làm. Dino cứ như vậy dương mắt nhìn mẹ mình quỳ xuống nhặt mũ, nhưng từ đầu đến cuối, cậu không nói giúp cho họ bất kỳ lời nào. Ngay sau đó, tên tóc vàng lại đòi uống rượu vang. Khi mẹ Dino rót rượu, không cẩn thận làm đổ lên người cô bạn học nữ. Điều ấy càng khiến mọi người tức giận. Cuối cùng, Dino đành bảo mọi người tới căn phòng khác chơi. Sau khi bọn họ đi, người mẹ muốn gọi Dino lại, nhưng cậu ta bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại. Sau khi tới căn phòng tiếp theo, Nano tìm ra một khẩu súng với một viên đạn. Cậu tóc vàng lại đưa ra đề nghị chơi trò mạo hiểm, đánh cược liên quan đến tính mạng. Mỗi người đặt ra 200.000 baht, từng người lần lượt bắn vào cánh tay mình, người bị bắn trúng sẽ lấy được tất cả số tiền. Vậy nên, từng người bọn họ lần lượt nổ súng, sau 5 lần bóp cò, đến lượt Dino.
Nano nói quá đơn giản. Nên, cậu tóc vàng lấy súng nhắm vào miệng Dino. Nhưng ông bố kịp đến và giành lấy khẩu súng, còn lớn tiếng chỉ trích bọn họ. Lúc này, cậu tóc vàng tức giận, lấy cây gậy chơi gôn đánh ông tới tấp. Ông bố bị đánh máu chảy toe toét và ngất đi. Còn bà mẹ thì sợ hãi gào thét, cầm súng chất vấn bọn họ, sao lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng bọn họ biết bà sẽ không dám nổ súng, vì bà đền không nổi. Nên cậu tóc vàng đến giật lấy súng rồi đánh bà ngã xuống đất. Sự việc ngày càng nghiêm trọng. Đợi đến khi bọn họ bình tĩnh lại đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng Nano lúc này lại cất tiếng cười lớn. Xem ra cô đã sớm biết có chuyện này. Kết thúc câu chuyện, mỗi người bọn họ lấy số tiền trên người đưa cho hai vợ chồng, mong hai người sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Dino trở lại ngôi nhà nghèo nàn của mình. Ở đây, bố mẹ vẫn đang đợi cậu, mà không hề la mắng, cũng không nói gì, xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Đây là tập 4 của bộ phim Cô Gái Đến Từ Hư Vô. Đạo lý nó mang lại rất rõ ràng. Cậu thanh niên để thỏa mãn lòng ham muốn của mình, nên đã ngụy trang bản thân thành người giàu có, kết quả bước trên con đường không có đường lui. Bố mẹ cậu thật đáng thương, bất hạnh, còn phải giúp cậu trả giá cho những hành vi của mình. Nó khiến ta nhớ đến một bức ảnh không lâu trước đây. Một cô gái ngồi trên chiếc xe túc túc che kín mặt mày, dáng vẻ rất hổ thẹn. Thật ra tôi thật sự rất muốn nói, bố mẹ dựa vào đôi tay mình để nuôi dưỡng chúng ta thật sự rất tuyệt vời. Chúng ta không nên hổ thẹn, mà phải cố gắng học tập. Thứ mình muốn có được, phải dựa vào chính mình mà giành lấy.